Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay mới giới thiệu bác một mẫu touring của Gian rất là nổi tiếng, dòng đời mới FCR 3003. Thì trước đây em có dòng về một chiếc touring cũng 3003, cái màu xanh lá mạ này, rồi xanh lá mạ màu trắng. Nhưng lần này về thì được người chủ cũ lâm lên bộ gác ba ga để đi phượt các nhá. Đây là một mẫu xe touring đường phố và đi phượt được. Và hôm nay mình giới thiệu các bác và em bé mới giới thiệu tổng thể chiếc xe. Vâng, vẫn là tông màu trắng và điểm nhấn là dòng chữ Gian. Đây trên khung xe này các bác, xe làm được kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian các bác. Và lần này thì chiếc Gian này khá là đặc biệt là được người chủ cũ lưng thêm bộ gác ba ga và chắn bùn, sắt gác ba ga để đi phượt đi xa. Đây là một dòng touring mà khá nổi tiếng so với bây giờ. Thì mẫu trước đây những cái dòng touring Gian thì em có giới thiệu qua các bác thì là những cái mẫu touring thông thường thôi, nhưng mà đây là mẫu touring đời mới được nâng cấp thêm. Đây có thể thấy rõ ấy. Gian FCR 3003, model 3003. Tổng thể xe em đoán trên 90% xe. Đây, đây là mã QR code chính hãng của xe các nhá. Đây, nước sơn còn khá đẹp các bạn. Đây các nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, nước sơn em đi các từng chi tiết nhỏ xem này. Bên dưới này là có một cái lớp chống và đập xích của chiếc xe các nhá. Em vẫn để nguyên trên theo xe. Và xe là có size M, khi hợp lắp cao từ 1m65 lên trên 1m75. Size M vẫn là màu xanh lá mạ, rất là hot, rất là mới. Cái màu này rất là mới xe các nhá. Đời cao cấp, đời mới bây giờ, FCR đời mới nhất, được chạy dây âm sườn. Đấy. Những mẫu xe cao cấp đời mới của tổng Gian thường được chạy theo xe dây âm sườn, theo xe cổ phốt và ghi đông của chính hãng Gian, rất là mới. Vâng, tay lắm cao su cũng của chính hãng Gian luôn các nhá. Rồi, xe được sử dụng phanh dầu Techo. Ủa là Shimano. Ghi đông xe này cũng rất là mới, có thấy rõ đấy. Tất cả còn nguyên bản theo xe. Cái dòng Gian FCR 3003 này đời mẫu đời mới này khác so với những mẫu 3003 cũ là được nâng cấp thêm bộ phanh dầu thể lực và được chạy dây âm sườn, so với mẫu cũ là dòng 3003 phanh V là mẫu 3003 thấp cấp hơn. Càng nhôm đây các đấy, đây là mã vạch của xe chính hãng và bảo hành của xe dòng Gian các nhá. Đây có thêm còn rất là mới. Và cái màu xe Gian này thì trước đây em đã về một chiếc rồi, là màu xanh lá mạ. Mayer chính hãng Gian, Mayer vào vành nguyên cặp của chính hãng Gian. Vâng, Mayer bạc đạn lắm nhá, Mayer bạc đạn của Gian, dòng Mayer cao cấp. Và thì trước đây em giới thiệu qua cái bác biết thì đây là một mẫu vành gọi là vành đĩa. Nó khác so với những dòng vành hai lớp, tức là cái mẫu này đi rất là bon xe, nó lai qua một chút dòng xe đua đấy, dòng touring, nhưng mà có thể đi phượt được so với những cái dòng cao cấp như vậy. Lốp này nó thấy rất là mới đấy các bác không? Đây còn những con gai lốp còn rất là mới này. Vành chính hãng Gian đấy bác nhá. Kích thước lốp là 28 à 700 × 28C. Vâng. Cặp lốp khá là cao to. Giúp vận chuyển và di chuyển trên đường nhanh hơn.
Đây là một mẫu dòng tua đinh có thể đi phượt được. Dòng tua đinh đi xa, những chuyến lưu hành dài ngày hoặc là đi những thể thao nhẹ nhàng, các bác đi những khu chung cư hoặc là đường phố. Đấy. Quốc Yên và Cọc Yên của chính hãng Gian này. Đấy. Quốc Yên đằng sau của chính hãng Gian này các bác thấy rõ đấy, rất là mới. Yên xe của chính hãng Gian. Đây. Tổng thể xe cũng rất là đẹp lắm nhá, trên 90% xe. Đây là những lỗ thoáng trên yên xe này, giúp các bác ngồi có vẻ thoáng hơn. Đây là một đường chỉ ở giữa. Và đặc biệt là người chủ cũ nâng cấp thêm cái các ba ga của xe để đồ. Và sức nặng của xe là 25 cân đổ lại. Đây là các ba ga người chủ cũ nâng cấp thêm xe Gian nhé. Chắc là người chủ cũ là một người đi phượt xe đây. Đây đằng sau và đằng trước, đằng sau và đằng trước là áo yếm của xe chắn bùn. Xe được sử dụng với củ đề Tunatex Shimano. Đằng sau cũng là cặp may ơ chính hãng Gian, may bạc đạn của Gian chính hãng, vành đổ vành chính hãng của Gian, có thể thấy rõ đấy, rất là mới. Và xe được sử dụng nâng cấp hơn so với mẫu cũ FCR 3300 là được sử dụng bộ phanh dầu thủy lực. Xe được sử dụng với 8 tầng líp Shimano chính hãng, líp đen, líp đời mới bây giờ còn rất là mới các nhá. Và 3 tầng đĩa cho hộp chuyển động của xe 24 tốc độ. Vâng, và bây giờ đánh giá tổng thể hoạt động của xe. Vâng, đây hoạt động của xe đó nhá. Lên líp này. Rất là mượt mà và hầu như không có chi tiết nhỏ nào cả. Dòng líp của Shimano các nhá. Xuống líp này. Xe này sử dụng đi những dòng đi phượt những cung đường rất là ngắn và đến thể thao sử dụng thể thao. Lên đĩa này. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là mượt và trơn tru. Hầu như xe không một lỗ chi tiết hoạt động mà đâu cả. Vâng, em vừa nhận tổng thể chiếc xe Gian FCR 3300 model mới nhất của dòng Gian, với được chủ cũ nâng cấp thêm ghi đông và yếm xe. Chắc là dòng cho những dòng xe đi phượt cung đường ngắn hoặc các bác tập thể thao nhẹ nhàng. Cái dòng FCR này được nâng cấp thêm, đó là cao cấp hơn những cái dòng FCR model cũ, là được trang bị phanh dầu thủy lực so với mẫu cũ là phanh V. Và xe còn rất là mới không nhá. Xe được chạy được dây âm sườn rất là cao cấp. Xe tổng thể em đoán trên 90%. Đấy. Xe bên em có giá rất tốt là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm chuyên xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.